Em Nhung xin chào cả nhà đang xem video. Đấy. Trước mặt chúng ta là một căn nhà cấp 4 hai mặt tiền đây ạ. Đây nhá cả nhà, căn nhà cấp 4 hai mặt tiền với diện tích là 110 m2. Mặt tiền của ô đất là mặt tiền của lô đất từ cột điện kéo về bên kia là 7 m. Từ bên này kéo sang bên kia là mặt tiền 16 m rưỡi. Rất là đẹp luôn. Đường trước mặt nhìn như vậy thôi được hai xe molding tránh nhau nhá cả nhà. Đấy. Rất là đẹp luôn. Vị trí của căn nhà nằm tại tổ dân phố Lai Sơn, phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Và vị trí đắc địa luôn, tại vì là chúng ta đi thẳng đường này xuống. Đấy, đi chỗ kia kìa. Trước xuống dưới là khu đất dịch vụ Đồng Hin, Lai Sơn. Đấy, cách đất dịch vụ từ đây xuống đây khoảng tầm 150 m là đến ô đất dịch vụ thôi. Đất dịch vụ rất là gần luôn. Đây. Mặt tiền từ đây kéo sang đây là mặt tiền 7 m. Đường nằm tại ngã tư luôn. Đường ngõ thông thoáng. Rất là đẹp luôn. Vừa mặt tiền 7 m thì xây nhà quá là đẹp rồi. Hiện tại thì căn nhà này thì đang làm xưởng. Đây, hàng xóm có căn nhà rất là đẹp luôn. Đây. Đây cả nhà nhá. Giá hơn 1 tỷ 2 thôi. Giá chỉ hơi 1 tỷ 2 một chút là chúng ta sở hữu ô đất này rồi. Và tiện đây thì em cũng sẽ giới thiệu cho cả nhà một ô đất luôn. Phía sau giáp căn nhà này luôn. Em đang bán một ô đất diện tích là 180 m2. Mặt tiền 5 m rưỡi. Với giá là hơn 1 tỷ 3 một chút là chúng ta sở hữu đất 180 m2. Đây ạ. Đấy. Sâu hơn 30, gần 40 m. Sâu xuống tận cái nhà kia luôn. Đấy, mọi người nhìn thấy cái nhà tầng kia không? Đấy là đất Lai Sơn Đồng Tâm, cách đúng một băng đường đấy ạ. Đất dịch vụ đấy ạ. Dịch vụ Lai Sơn đấy cả nhà. Dịch vụ Đồng Hin. Đây, bắt đầu từ cột điện kia chúng ta kéo sang đây. Đấy, hai lô liền nhau. Mặt tiền là mặt tiền 5 m, 180 m2. Rất là đẹp luôn. Đây, căn nhà của chúng ta cần bán đây. Nhà xưởng mà chúng ta có thể sửa để ở được nhá. Tại vì nhà vừa xây xong rất là kiên cố, cẩn thận luôn. Với giá hơn 1 tỷ 2 là chúng ta sở hữu căn nhà với mặt tiền là 10 mặt tiền 7 m, mặt sâu 16 m rưỡi. Rất là đẹp luôn. Và cả nhà xem video nhớ đăng ký kênh ủng hộ em Nhung. Tại vì là vào 8 giờ tối hàng ngày thì em sẽ up một video nhà đất lên. Vì vậy mà cả nhà hãy đăng ký kênh ủng hộ em Nhung để đặt nút bài YouTube nhé. Và em xin kết thúc video tại đây. Xin chào cả nhà.